Vâng, em Hiếu xin mến chào tất cả các bác nhá. Và trong buổi chiều hôm nay thì anh em chúng em tiếp tục một dọn một đô loa có thể nói là siêu phẩm các bạn. Nguyên chất bãi để về thì nó cũng tránh được những cái vết xước nhẹ các bác nhá. Thì em sẽ vệ sinh cho các bác, vệ sinh thì mấy lọ xăng xịt xịt cái là sạch sẽ ngay các bác ơi. Thì trong ngày hôm nay thì em về được có số lượng là được khoảng chục cặp các bác nhá. Chục cặp tuyển chọn của các bác anh em chơi. Và đời rất là gần. Các bác nhìn vào có thể biết là loa gì không ạ? Có dòng loa JBL KP 4012 bác nhá. KP 4012 ạ. Đúng nhá. Đẹp long lanh từng cái căng này. Cái dòng này thì logo xe bác biết rồi. Và cái điều quan trọng trong phân khúc tầm tiền thì đây là những dòng loa em khẳng định là cực kỳ hay và chất lượng cho nên bảo chơi nhá. Thế ôm bụi tí em vệ sinh. Thì dưới dòng này thì em đã bán rất là nhiều rồi và đây phiên bản mà nó đét nó rất là gần những cái phiên bản này, phiên bản tại sản xuất tại China các bác nhá, nhưng nó là hàng xịn. Thì hàng xịn thì bác biết rồi, thì nhìn nó đơn giản lắm, nghĩa là nhìn phà vài điểm nó biết ngay. Đây thứ nhất em quay sau chú nhắc lên rồi. Thế đây em quay mộc nhá, chưa vệ sinh tốt tát gì đâu. Đấy. Phiên bản KP 4012 KP 4000 đấy, men China đó nhá, CD đây. Và nó có ở cái mờ đối bản China thì nó sẽ có một cái tem đỏ bên góc này bạn này. Tem đỏ bên góc này. Đẹp zin ngay từ cái tuyển con ốc rồi. Ốc đen thui các bạn. Ốc đen thui luôn nhá. Thui lùi. Nếu thì một đôi loa mới này. Thấy ơi, cho anh ít ốc đây nào. Ốc bát ốc tép này. Để cho anh đốc bát đây. Chúng ta xem ốc này. Ốc JBL xịn này, ốc chép nó này. Nó bằng thép thùng gì, đen thui quá nhá. Nhìn anh em nhìn nó biết rồi. Đây là phần ốc nhá. Đây là phần ốc bát ạ. Ốc bát nó ốc bằng lục. Đấy. Thui lùi nhá. Như vậy thì đối dòng loa mở phân khúc dòng này thì đợt này em về ấy, thì rất là êm. Thì em báo giá luôn, giá 17 triệu đồng một đôi các bác nhá, 17 triệu đồng một đôi. Giá rất hợp lý cho bác đầu tư. Và điều quan trọng bác thì một đô la mới này thì thị trường đang bán mức giá khoảng độ 38 triệu một đôi. Đó mua mới nhá. Thì mua bằng bãi thì anh em mua giá rẻ hơn được khoảng hơn nửa tiền rồi với những cặp loa nhất tuyển chọn này. Và điều quan trọng bác nhìn ở đây này. Cái đời nó đời 2021 này. Đời rất là gần đúng không nhá, đời rất là gần. Và trong tầm tiền vũ như 17 triệu bây giờ thì bác chỉ mua những đô la hàng đặt tên, hàng OEM thôi ạ. Còn đụng đến loa hãng thì các bác không mua được đâu. Không mua những đôi hàng mới nha, hàng mới ạ, có không mua được những đôi hàng hãng được. Đấy. Chỉ mua những dòng tên như dòng như của mua là dòng của PS hay là dòng của DB đâu. Những dòng tên thì giá đã 14-15 triệu rồi. Thêm một số sản phẩm hàng đặt tên khác. Còn bác mua những sản phẩm hàng bãi. Được cái là thứ nhất những sản phẩm hàng mà em đang giới thiệu cho các bác đây là những sản phẩm hàng lướt. Giá rất là hợp lý cho bác chơi, giá đây một hơn nửa tiền nó đầu tư. Nếu ghép vào bộ dàn thì giá của bộ nó chỉ khoảng độ 30 hơn ngoài bác chụp bác sử dụng cặp loa xịn sò rồi. Và đối với phân tần thì bác ở đây bác thấy này. Với dòng này nhá, nó thiết kế là thùng gỗ ván ép không nhá. Thùng gỗ ván ép không nhá. Em này. Thùng gỗ ván ép này. Và phân tần đây. Bác nhìn vào phân tần này. Phân tần sử dụng của nó sử dụng tụ Benelux không nhá. Và phần chở ấy ạ, phần tụ của nó tụ Yossi. Gore-Tex. Nó có hai bóng chống cháy các bác nhá. Gồm một bóng chống cháy cho loa bát và một bóng chống cháy cho loa chép các bác nhá. Cực kỳ đẹp và tất cả chân nó đủ keo hết này các bác này. Vàng nước lên chân của nó rất là sáng và sạch các bác nhá. Cái dòng này thì em Hiếu Minh bán nhiều rồi, nhiều năm nay rồi. Nay về lô hàng lướt quá, đời này có được cái đét nó đét gần quá. Trước đây những bản ấy bán đời như bản Mexico bản cũ lâu ấy thì nó không có đét này. Còn đối với bản đời gần này nó có đét 2021 này. Bây giờ 2023 nghĩa là nó lướt được khoảng 2 năm trời thôi. Bác sử driver rất là gần luôn. Còn quay vào củ bát thì bác phải thấy đây sử dụng củ bát này. Sử dụng củ bát đối trong này nó sử dụng là tép neo bác nhá. Tép neo bát thường. Sử dụng củ bát của nó sử dụng gông là sử dụng 2, 4, 6, 8 gông. Củ bát 8 gông. Và nó theo đi CD theo bát bác nhá. Gồm đây gồm mã ba, mã màng này, mã màng này, mã côn này, mã côn bác nhá. Đây là không thể thiếu được. Nghĩa là nếu mà con nào thay côn thì nó hết mất mã côn luôn. Các bác nhá, nhà thay côn là mất mã côn luôn. Côn sụn côn đen bác nhá, côn đen, mã côn,
mã màng và mã rốn là không thể thiếu được các nhé. Rốn chả vào bằng xịn. Tối quá nhỉ, sao thiếu đồ sáng rồi. Đây bay bằng sáng này. Nó có một nghĩa nó có cùng và cả CD cùng luôn. Cả CD đeo quay thiếu đồ sáng nhìn nó. Chúng bác biết là nó sẽ có một mã CD trong này. CD. Đây là các linh kiện của JB ấy thì bác chỉ thấy nhìn đây côn hở này. Các linh kiện của JB ấy thì nó sẽ đồng bộ hết của hãng luôn bác nhá. Đồng bộ hãng nên nó sẽ đi cùng mã luôn. Còn đây phần màng. Màng đối trong này bát nó rất là đẹp nên là nó còn dưỡng quá này, dưỡng thẫm luôn này. Và phần các bạn nhìn này, keo của nó đây. Chị vòng đây. Đó. Các bạn chị vòng luôn, thẫm này. Được. Đét nhá, gân độ tẩm dầu 3 lớp và nó qua cái ngấn dầu nó chạy ra. Rất đẹp luôn các bạn. Và nói đến phần thép thì báo cáo bác thì nó dùng thép của nó thép neo. Leo của nó dùng neo uranium nhá. Tại sao nói từ là neo uranium? Neo uranium là một dòng neo hay nhất và nó là dòng neo ở phân khúc chỉ có loa cao cấp mới có thôi. Neo uranium thì hiện tại như em đang bán rất nhiều mã loa thì em thấy là nó tích hợp trên dòng như là của Vivay, hai là của JBL, ba là của một dòng nữa của DMX nhưng nó ở phân khúc là phải như là cái loa mà mấy triệu của DMX ấy thì nó mới có tích hợp neo uranium này. Đánh dấu của JBL và sử dụng của chép của nó của chép JBL 2408H-2 có nhá. Các bạn nhìn keo này, keo ở phần đổ này, đổ keo ở phần côn này, chân keo này, thấy chưa? Nhìn rất là đẹp luôn các nhá. Và điều quan trọng nữa báo cáo ấy, thì đối dòng này thì các bác vừa phối ghép với những bộ dàn chơi gia đình ở không gian từ 30-35 mét thì tuyệt vời luôn. Bác chơi đôi này thì nhất là thời điểm hè này thì nó thật sự luôn là giá em thấy là êm hơn so với đợt thời điểm Tết hoặc là năm ngoái thì mình bán là êm hơn một chút vì nó do vận chuyển và tiền tệ nó giảm các bạn. Tiền nguyên nước ngoài ấy, thì giá trị tiền ấy nó hạ nhiệt đi nên là thời điểm này giá êm hơn so với trước. Em thấy êm hơn được đến cả 1 triệu đồng đó nhá, êm được tầm khoảng 1 triệu thôi. Em một giờ trước còn chưa đến bán là nhờ những cái thời điểm cao trào như Tết về ấy, tiền tệ vận chuyển nó tăng ấy, thì nó đắt hơn một tí. Thời điểm này giá rất êm cho bác đầu tư và em báo giá luôn mức giá tốt cho anh em chơi, giá 17 triệu đồng một đôi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Lô nhá, cặp la xịn và số lượng nó có về cũng được có 10 cặp thôi, 9 hay 10 cặp thì không nhiều vì đây là dòng nó đắt tiền nên là mình nhập về nó không được nhiều ạ. Thỉnh thoảng nó được cái 3 cái sàn tháo ra ôm được có 8 được có 9 10 đôi thôi. Căng của nó sử dụng căng thôi nhá. Căng của nó là sử dụng căng là logo xoay thôi nhá. Căng logo xoay à. Logo xoay thì đèn có chiều ngang được cho đứng được. Thế bây giờ những cái phiên bản đời mở gần đây thì đối của JBL thì nó sản xuất đặt nhà máy như thì JBL hay B3 vừa sản xuất đặt nhà máy sản xuất tại China rồi. Và đối với phiên bản đời gần này thì sản xuất 100% tại China như bây giờ là phải 2021. Mình quay trực tiếp, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Lô nhé. Đối dòng này thiết kế thùng cân thì driver cho ra rất là hay các bạn. Đối dòng JBL ấy thì cái rẻ bát nó ấy đánh nó không bị chói các bạn. Đánh nó sâu nhưng nó sâu theo kiểu nó mềm tiếng. Và tính tép nó nhuyễn, nó khác với những dòng khác. Nếu mà ở phân khúc 17 triệu mà em đang bán đây là tất cả những mã loa thị trường nó thật sự luôn đối với hàng bãi nhá. Em nói thẳng luôn với hàng bãi 13-14 triệu hay 15 triệu ăn không ăn được đôi 4012 đâu, em khẳng định luôn. Các bác ra nghe chay luôn tại đơn vị Mikado em. Còn tất nhiên là các bác có những bác chỉ cố những đôi khoảng 10 triệu thôi thì em đáp ứng cho anh em đôi 10 triệu. Còn những bác nào nếu mà ở cố được phân khúc tầm 17 triệu thì em khẳng định là hiện tại bên em đang bán rất nhiều mã loa nhá. Thì em bán nhiều mã loa, tất hầu như thị trường các mã loa nào hầu như em đều có. Đối với thằng bãi thì bên em nhập rất khủng luôn. Nếu biết rồi thì em so sánh công tâm luôn là nếu mà ở phân khúc 17 triệu giật về thì hiện tại nghe mới là các cả mã loa các mã loa khác 14-15-16 triệu thì không ăn được đôi này đâu. Như B3X12i không ăn được đâu, em thật sự luôn. Kể nhà em đang bán B3X12i thật, nhưng cái gì ra cái đấy. Còn không biết là mỗi người có một cái đam mê riêng. Còn đối với em thì mình về hàng đối với sản phẩm nào mình nghe nó hợp lý và mình cảm nhận được nhiều trong dòng loa thì mình chia sẻ thật cho các bác anh em chơi đấy. Và số lượng có ít, anh em có nhu cầu thì liên hệ em, cũng như có nhu cầu hỗ trợ nâng cấp đổi các nâng đời. Những bác nào kẻ mua nhà em hay mua nhà khác, mua đơn vị khác, người ta không hỗ trợ các bác nâng đời, gặp đơn vị Yumiro thì em hỗ trợ anh em nâng đời nhé.
chơi những em dòng tên tuổi tuyệt vời luôn. Cặp ba xịn thì nhìn đơn giản, nhìn phát biết ngay. Từ cái ốc, cái ác, từ phân tần, từ chép, từ bát, các bác anh em chơi. Và đối dòng JBL thì biết độ nhạy nó rất là cao. Thì để đánh được cặp loa này thì bác chơi cũng đẩy tầm 5-6W là đánh thoải mái rồi các bác ạ. Nhà nhìn to xác này thôi. Những dòng này thì độ nhạy rất là cao, thì bát nó đánh ra nó rất là sâu, nó nghe là bát nó sâu nhưng cái tiếng bát nó mềm các nhá. Tép nó đánh nó tơi, nó nhuyễn, nó không bị chói tai các bác nhá. Đó là gì, đặc thù của dòng JB. Vì sao cái dòng này nó là thương hiệu nhưng bản chất nó tiếng rất tuyệt vời luôn các bạn. Hôm nay em giới thiệu chi tiết cũng như là quảng bá anh em trên kênh. Các bác có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Và xin chào tạm biệt bác nhá.